bài toán giữ gìn phát huy giá trị. Xin được giới thiệu sự tiến sĩ Trương Quốc Bình, phó cục trưởng cục di sản văn hóa, bộ văn hóa thể thao và du lịch. Xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Xin chào quý vị khán giả. Kết nối linh hoạt, tương tác thân thiện, những vấn đề sự kiện của đời sống văn hóa, xã hội, y tế, đang tiếp cận bàn luận thấu đáo, cập nhật tin tức thể thao, sôi động với nhiều trận cầu hấp dẫn qua các buổi tường thuật. Website. Văn hóa và xã hội. An toàn. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình của chúng tôi chương trình và quý vị khán giả hãy nghe một số thông tin mà chúng tôi tổng hợp. Trải qua 11 lần được công nhận là bảo vật quốc gia, Thủ tướng Chính phủ ở 2019